Hàng xe của chợ Thăng Long Maria từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10. Bông cải xanh 99 sen bạc hào, ngò Mỹ 99 sen 5 bó, chanh xanh 99 sen 20 trái, cà phê dưa 7 40 giờ với hương 2 đồng 29 một gói, cái sơ mệnh đã lan tích loại 1 2 đồng 99 một hào, các chim vàng 2 đồng 79 một hào, cánh gà vàng lớn 1 đồng 29 một hào, dò heo lóc xương 1 đồng 29 một hào, đùi gà vàng 49 sen một hào, sườn bò đại hàng ướp sẵn lòng heo tươi dồi xả 4 đồng 99 một hào. Chợ Thăng Long Maria có bán chả cá Nha Trang nguyên chất rất ngon, chả quế, chả lụa, chả cá không hàng the, mua 2 tặng 1. Chợ Thăng Long Maria có tặng thẻ tiết kiệm khi mua trên 10 đồng, không tính hàng xe và gạo. Chợ Thăng Long Maria có bán các loại mắm ba miền và nhận chương trình quyết, có giá sỉ cho các nhà hàng. Địa chỉ 12451 đường Westminster, thành phố Santa Ana, góc Westminster và Clinton, giữa Harbor và Fairview. Điện thoại 714 554 1838.